Hello mọi người, hôm nay gia đình các Steven đi xuống đào thao chơi. Mình sẽ đi tới đâu mình sẽ quay tới đó cho mọi người xem. Cái này gọi là amateur work. Nằm ở đào thao Tampa thì mình đi xuống gió, mình đi chơi rồi đi ăn luôn. Thì cô chú anh chị theo chân tụi mình nha. Theo gia đình mình nha, bye bye, gặp lại. Sau nửa tiếng đồng hồ thì mình đã tới chỗ. Nhét lotion lên để dưới sunblock. Hacker, this way man, hacker. You gotta get out, they call making noise. Oh, my phone. Your phone? Put it in your pocket just in case we have to go inside. Go eat. Yeah, man. Muốn ăn gì không? Waiting for your order? Yeah. What you got? Nothing. I already ate a lot. Oh, you didn't eat? You don't want to eat? No, I already ate a lot. And yeah. I ate 10 piece chicken nuggets. You can eat later. When you walk around, you get tired, you get hungry, you eat more. Mấy đứa nó order xong, bây giờ đợi lấy đồ ăn. Cái bằng cái gì? Cái này là nó làm bằng salmon hả? Salmon. It's like salmon grill. Grilled salmon roll. Fried seaweed. Oh, so they just put salmon in and then they dip it and fry it real quick. Grilled salmon roll. That's it. Huh? Bagel. Yeah. Bagel. Salmon. That doesn't look like a bagel. Wait a minute. I don't know. Mine out. There's ice cream. Khu nhà này hồi xưa là cái factory. Cái đầu cái ta đập cái này sửa ra nó để nhà hàng á. Tại lợi ta đi chơi đây tôi mở quán bar rồi uống rượu uống bia rồi ăn uống đồ ăn mình order ra bàn mình ngồi ăn. Vì dân du lịch đây nhiều lắm. Trong nhà đông lắm. Mà quay không được tại vì giọng nó mà có nhạc nhạc bản quyền á nó không dám quay, nói chuyện không nghe gì chứ. Mà còn chú anh chị mình có xuống tham bà chơi thì ghé chỗ này chơi lần cho biết. Cái này nó kêu bằng amateur work, cái nằm ở downtown tham bà gần phi trường á, cách phi trường cũng khoảng gần 5-10 phút thôi, trên bên nè. Ok, xin mời mọi người nha. Cái này nó có kế bên bờ hồ á, cái cảnh đẹp lắm, đi chụp hình đâu á, ngoài lễ bộ đẹp á. Hồi nãy ăn xong bây giờ đi ra ngoài kia river walk. Bên đây là có mấy cái quán bar, bên kia là chỗ ăn nãy. Chỗ ăn nãy bên kia. Rồi xong mình đi tản bộ. Oh, lúc là con cá mà em. Cậu. There's a big fish come up over here. It's a manatee. Đó là bên kia là nhà hàng Olele. Hey Kevin, read that. Olele. Ai có thuyền thì có thể chạy thuyền xuống đây, không có thuyền thì mình tản bộ xuống đây. Chỗ này bà con đi chơi nhiều lắm.
nó có hai cái hàng cây, cây cối lên với cái đường lộ đi bộ mát lắm. Ai muốn muốn xe đạp thì mình muốn xe đạp ta mướn nè. Nhà màu xanh luôn hả? Yeah. Mẹ già bắt con bằng mẹ. Ủa con mướt thì con mới. Dad, can you rent one of those scooters? Huh? Can you rent one of those scooters? You have to get the apps. Scary look, man. Cái này nữa 100 tuổi Quỳnh nó cọc vậy. Bên kia nó có nhà hàng cà phê Olé. Olé Lê. Yeah, anh có ăn rồi, ăn là ngon. Oh, yeah. Yeah. Ăn gì ăn với Phú nhà hàng. Is seafood? Có đủ thứ vậy. Và đông cái seafood là nhiều. Yeah. Also, if you like want to play, if you're like, yeah, it's fine. Put it on. Đi chơi buổi chiều, buổi trưa cái này nóng quá. Đi sau 6 giờ á. Cái này giờ nó ăn mới ăn xong đi vòng vòng ra ngoài chỗ cái hồ, bờ hồ. Bờ sông chứ quên bờ hồ gì. Bây giờ nóng quá chắc chạy đi xuống International Mall chơi. Cái nóng chịu nổi. Too hot. Chơi bên kia hồi mệt quá giờ nóng quá giờ chạy qua International. International Mall shop. International Plaza. Ooh, man. Nếu thường thường mình đi vô đường bên kia phải không? Chỗ này là International Mall, nó gần ở dưới phi trường của Tampa, Florida. Cà phê thì lắm đâu. Tiệm nổi tiếng của mọi người. Electric. Nice. Electric. Mm-hmm.
đi ngoài nóng quá, vậy đây ngồi mua cà phê uống đây cho nó tỉnh táo, thì cho nãy giờ ngoài kia đi mình cô chú anh chị nào xuống đây muốn đi chơi ở dưới downtown ở kia bằng Amateur Walk á, thì nên đi buổi chiều nha, đi buổi trưa là nóng bể đầu luôn. Thì chồng mới đứa ăn tí á, đầu có thể đi chơi ga. Bây giờ nè, chịu không nổi nữa, bây giờ chạy vô International Mall. International Mall cũng kế bên, kế phi trường luôn. Nè, ai xuống đây chơi thì ghé qua International Mall cho biết. Iced tea lemonade. Cà phê đá mua từ Starbucks uống ngon tuyệt hảo. Anh chị nhớ order lấy cái tên này nha. Chip white espresso. Two pump of white mocha. Hả? Bỏ thêm sữa một tí sữa half and half trên nữa. Ừ. Uống còn ngon hơn cà phê đá của Việt Nam mình luôn. Uống ghiền luôn. Mới vô đây mua đôi giày. Giờ tháng nó trở lại đi làm lại rồi, đi vô trong mua đôi giày để mang. Johnson and Murphy. À, quên đi cái gì khác. Anh ngồi đi làm đi. Đi nữa. Bạn ơi, đôi giày gì mà Johnson and Murphy này, mấy cái Việt Nam nghe. Right here, make in Vietnam, see? Make in Vietnam. Cũng mắc lắm rồi, chứ không phải rẻ đâu nha mọi người. Nó nói mắc Việt Nam mà đấy, mình cũng mua một cái chai. Yeah. Mua đôi giày này. Rồi mua thêm cái chai mà để tha đôi giày này, vì khi lâu nghỉ tiễn từng mình chùi lên lần cho nó sạch sẽ này kia, là giá này nghe mọi người. Giá của nó là này là bán on sale thường 139 đồng, mà nó bán cái giá cái này là 99 đồng 99. Rồi mua cái chai này nữa, cái chai này 9 đồng 99, rồi cộng tiền thuế vậy nữa là cũng thành 117 đồng. Đây về thì make in Vietnam nha mọi người. Việt Nam mình cũng đâu có bỡ người ta. Vậy bác Việt Nam bán ở Mỹ thì giá tới trên 100 đô á. Tính ra gần 2 triệu 2 triệu 3, khoảng 2 triệu 3 nha mọi người. Tại vì 99 đồng 99 cộng thuế tính ra cũng là 110 đồng rồi. Không? Mà đi về thật sự mang im thiệt. Ở bên kia có cái tiệm Rolex. Cái nào bỏ ra ba mấy chục ngàn đô để mua đồng hồ Rolex mang giấy lấy triệu view giống như khoa phớt mới được. Người ta bỏ mấy chục ngàn ra ta mua cái đồng hồ người ta lấy được triệu view, mình bỏ mấy chục ngàn ra chắc lấy được mấy ngàn view quá. Billy lấy được 2 view. Bye. What's up man? See ya. Come here. See you guys. Bye. Vô mấy tiếng đồng hồ ai cũng có thu hoạch hết trơn. Cái Plaza này cũng tương đối rộng lắm, bán đồ đủ thứ hết trơn, có cái Apple Store đây luôn. Những cô chú anh chị nào cần mua điện thoại và Apple Store nằm đây luôn, là Nordstrom cũng nằm đây luôn. Mấy cái tiệm giống như LV, rồi Gucci, rồi ai muốn chơi sang mua đồng hồ Rolex thì là có đủ hết. Elegant Nails. Bye Kevin. Ok. Bye. Bye bye mọi người. Thank you. À, đi mua đồ ăn nè, em phải đi mua đây. Nói chuyện nghiến cái lẹo lưỡi luôn rồi. Nãy giờ đi shopping xong rồi, uống nước cũng xong rồi. Bây giờ một là đi về, hai là chạy vô nhà hàng tìm gì ăn rồi mới đi về được. Đói bụng rồi. Ăn không? Đi ăn không? Chú ý. Well, I think they want to eat Korean, but
muốn đi Sariwan á thì gần ở đây. Ừ, 1.5 mile à. Cái Sariwan cho gần. But that's that one they cook for you. Ờ, mà muốn nói ăn không có ngon á. Muốn ngon nữa là they have a Sariwan in Brandon. Yeah. I think that's like 18 miles away. Như đi cũng cỡ 8 phút á. But that one you can cook for yourself. It's like your own. Like song sao cook. Nếu muốn đi gần thì ăn đây. Thôi có 8 phút rồi đi Phan Định. No, 28 phút. 28 phút. Yeah. The one by here is wait, can you open? Mở ấy đi, hả bạn, mở cái ấy. Sau 5 phút thì tụi mình chạy loại Sariwan Korean Restaurant đi ăn cơm. Cơm tối, cơm chiều, đi một vòng đi. Đúng rồi, yeah. Đi chơi, ăn nắng rồi đi shop, uống nước. Giờ mệt quá, giờ đói bụng quá đi ăn. We have seat for 7. Yeah. Giờ đang mới hỏi, ra kêu đợi. Hồi nãy đợi đi vô. Hả? Gọi rồi hả? Gọi rồi hả? Gọi rồi hả? No, I just asked them how long is the wait. Oh. Okay, thank you. Woo. Ồ, đen thiệt đấy mẹ. Mì tương đen nhìn thấy cũng đủ đen nha, đen quá trình đen luôn mà. Ăn ngon em. Nè, em đang ăn nào chứ? Ăn được chứ. Rất thơm. Mì á, it's noodles. Put some kind of Korean black bean sauce. Mì tương đen. You want it? Ủa được. Mà không nhận làm đen, chỉ có đen cái bạn cần luôn. Cái gì? Gabi. Can I get some more kimchi? Yes. Thank you. Seafood. Two kimchi, okay? Two more kimchi, okay? And the white radish, please. The white radish. Soup. Thank you. Okay. Thank you. Sườn... sườn nướng đại hàng. Tàu hũ đậu biển hả? Tàu hũ đậu biển. Yeah, this is pork, so that's seafood. No. Cái này là seafood nè. Đó của anh bà. Này là đậu biển. Còn cái này thịt bò. Thịt heo à? Yeah. Thịt bò không ăn được. À, gạt rau. Có spicy không? Spicy, yeah, a little bit. Sườn đại hàng. Gao bì. Look at this small bite. Everybody's there for a reason. You have to learn that.
Forest. Yeah. Thank you. Nó hỏi kêu lên, nó muốn đi vô đó thì 28 phút. Chị đâu biết. Cái đường đó là phải đi vòng cái lại với khác đường khác. Nó gần nhà mình, nếu từ nhà mình chạy xuống này nó gần, còn từ đây mình chạy đó nó không gần. Nhưng mà về mình nhớ là em đâu biết được đâu. Anh nhớ có lần là đi ăn bữa trong á. Ủa Trung Quốc cái gì cũng dành. Sao bỏ uống. Ngon lắm. Quá mạnh. Gia đình mới vừa ăn cơm xong, bây giờ chắc về nhà. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình hôm nay nha. Bye bye. Bye Huy. Bye. Bye em á. Bye. Ok, bây giờ lái xe về nhà mọi người ơi. Mệt quá rồi. Đi sáng thì dân nắng mệt chết luôn. Thật ra cái nhà hàng Sari One Korean Restaurant này nó nằm kế bên cái International Outlet luôn á. Thì đó chạy đây có mấy phút à, khoảng chừng 5 phút à. Kế bên có mấy đèn đỏ thôi mà cũng đã là tại thấy mấy cái đèn đỏ nó hơi chậm thôi. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại một video sớm nhất nha. Bye bye.